Con gần city à, cũng là một khách sạn ở ở khu vực này số 56, 58 Phạm Hồng Thái. Khách sạn này cũng rất là đẹp này. Có cái view nhìn ra khách sạn New World, nhà hàng Tân Lập, miếng cua, nhà hàng nổi tiếng miếng cua bể. Ở cuối hẻm nè. Ở số 46 xuyệt 1 46 xuyệt 3 Phạm Hồng Thái. Và nơi đây là Paradise Hotel, Paradise Beauty Queen. Đây chúng ta nhìn qua bên tay phải, đó là con đường Nguyễn An Ninh, và cái quán bún mọc Thanh Mai của chúng ta nằm ngay góc đây. Nằm ở dưới đất ha. Thấy có chữ Aluna Hotel, cũng là khách sạn ở số 4850 Nguyễn An Ninh. Kế ta đến tí xíu nữa, đó là cái khách sạn Win Central. Win Central Hotel ở số 38 38 Nguyễn An Ninh. Ta nhìn thêm vài khách sạn nữa. Đó là Sài Gòn Pink Hotel. Hôm nay là cuối tuần nên thành ra rất là đông. Kế bên là khách sạn On Gold. Và bên tay phải chúng ta có khách sạn Soli. Số 15 Nguyễn An Ninh, Sherland Central Hotel. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là vòng xoay Bùng Binh ngã 6 Phù Đổng, ngã 6 Ngô Tùng Châu, ngã 6 Sài Gòn, và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về đường Lê Văn Duyệt, cũng là Cách Mạng tháng 8 ngày nay, và đi thẳng đến ngã 6 Dân Chủ. Và theo hướng này, đó là con đường Lê Thị Riêng, Ngô Tùng Châu ngày xưa, và bên đây là con đường Võ Tánh, Nguyễn Trãi ngày nay. Một số hình ảnh ở khu ngã 6 Ngô Tùng Châu gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Nhân cái chuyến hôm nay cuối tuần, em đi bộ vòng vòng ở nhà, gần nhà, và nhân đây em cũng gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh cũng như những cái địa chỉ, những cái khách sạn ở gần khu vực chợ Bến Thành, để cô chú anh chị khi mà có dịp về Sài Gòn thì chúng ta có cái để tham khảo. Và bên đây là trục đường Phạm Hồng Thái, theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành, và bên kia là trục đường Gia Long, là Lý Tự Trọng ngày hôm nay. Con đường rất nổi tiếng ngày xưa, ngày nay thì bán rất là nhiều xe máy, và khu đó cũng có rất là nhiều khách sạn. Thì những khách sạn ở khu đó thì chúng ta sẽ đi sau ha. Bây giờ mình đi ở bên cái trục đường Phạm Hồng Thái này, rồi đi đến cái đường Nguyễn An Ninh, để mình xem khu vực này về đêm những có những hoạt động gì và những khách sạn này như thế nào ha. Thì Sài Gòn có rất là nhiều khách sạn, từ 1 sao cho tới 6 sao. Khách sạn 6 sao như là cái tòa nhà Tham Que ở ngoài Nguyễn Huệ đó. Thì nhân đây em cũng gửi đến các anh chị những cái hình ảnh ở khách sạn ở khu vực đường Phạm Hồng Thái và cũng như đường Nguyễn An Ninh, chợ Bến Thành. Để khi mà cô chú anh chị có dịp về Sài Gòn thì mình cũng có cái để tham khảo.
về những cái tên khách sạn này. Bây giờ chúng ta đang đi thẳng hướng này đến cái chợ Bến Thành luôn nè. Ở đây xe cộ rất là đông. Ở đây có quán trà sữa. Sữa tươi trân châu đường đen. Đường đen là một cái loại đường nổi tiếng ở Hàn Quốc á. Chúng ta thấy ngay cái một bên ngã 6 này với cái trục đường Phạm Hồng Thái này thì xe cộ rất là đông. Đây có shop bán vitamin cho những người tập thể thao nè. Cao quá. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Vào đây có nón sơn. Nón sơn là thương hiệu nón nổi tiếng ở Sài Gòn. Một cái nón có giá 5-700 một triệu đồng là bình thường. Và đây là giày catwalk. Và ở đây đặc biệt nổi tiếng bán rất nhiều nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm xong tới King Burger. Và cung đường này chúng ta nhìn lại nè, rất là nhiều xe, xe cộ rất là đông. Cái hướng này lúc nào cũng kẹt xe ngay cái bùng binh này hết á. Rồi chúng ta đi tiếp tục nha, để mình thấy được cái hình ảnh ở cung đường này. Và mình cùng dòm ngó giống như là mình đang về Sài Gòn vậy đó. Và ngay đây có một cái khách sạn ở ngay cái góc đường này, đối diện với khách sạn New World bên kia. Chúng ta nhìn qua bên phải, đó là khách sạn New World, khách sạn 5 sao. Ở trên trục đường Lê Lai, New World nè. Hôm nay thì có thêm một sự lựa chọn về những khách sạn ở những cung đường trên khu vực quận nhất này. Và ở đây chúng ta thấy có Ongen City, cũng là một khách sạn ở khu vực này. Số 56, 58 Phạm Hồng Thái. Và kế bên có một cái quán massage, gội đầu, làm tóc ngay góc rồi luôn. Rồi chúng ta tiếp tục. Đây là Hoàng Hải Long. Hoàng Hải Long cũng là một cái khách sạn luôn. Khách sạn này cũng rất là đẹp, có cái view nhìn ra khách sạn New World. Và kế bên có cái ngân hàng Sacombank. Nếu mình có đổi tiền ra đây luôn, còn không thì mình đổi ở những cửa hàng vàng ở ngoài Cống Quỳnh hoặc là Hà Tâm ở ngoài chợ Bến Thành đó. Em thấy thì nhiều người đổi ở Cống Quỳnh hơn, tiệm Ngọc Mai, Kim Mai. Qua đây là tòa nhà của ngân hàng Sacombank. Cái khúc này thì có cái hành lang rất là rộng nè, cái vỉa hè rất là rộng, mình đi bộ thoải mái luôn. Chỉ có cái khúc hồi nãy thì nó hơi chật hẹp và kẹt xe thôi. Từ đây cách chợ Bến Thành khoảng chừng 300-400 mét, mình đi bộ khoảng chừng 5 phút. Và nơi đây là
giao lộ của Lê Thánh Tôn, mũi tàu Lê Thánh Tôn và Phạm Hồng Thái. Một bên là Lê Thánh Tôn, bên này là Lê Thánh Tôn nè. Theo hướng này là Lê Thánh Tôn, và bên kia là Phạm Hồng Thái, cặp bên khách sạn New World, ra đường Lê Lai. Mình nhìn lại cái cung đường lúc nãy mình vừa đi qua nè. Sài Gòn về đêm thì mình lia camera nhẹ nhẹ thôi, lia nhanh quá bà con xem nó hơi chóng mặt. Cái khúc nãy có cái hành lang rất là rộng nè. Và ở cuối này, cuối cái dãy nhà này cũng có cái khách sạn, cái nhà hàng chứ, nhà hàng Tân Lập. Miếng cua, nhà hàng nổi tiếng miếng cua bể, ở cuối hẻm nè. Ở số 46 xuyệt 1, 46 xuyệt 3 Phạm Hồng Thái. Và mình đi tí nữa rồi mình ra đường Nguyễn An Ninh ha. Mình sẽ qua đường bên khu vực cây xăng này. Và nơi đây là Paradise Hotel, Paradise Beauty Queen, cũng là khách sạn này. Để xem mấy sao nha. Ở đây thì mình không thấy người ta để mấy sao ấy. Và ở số 288 Phạm Hồng Thái, Paradise Sài Gòn Hotel. Rồi chúng ta sẽ đi qua đường và đi đến đường Nguyễn An Ninh để cô chú anh chị có cùng dòm ngó lại cung đường Nguyễn An Ninh, cái con đường ngày xưa nổi tiếng bán dầu cụ là hiệu sư tử đó, những thập niên 1930, 40, 50, theo tài liệu em tìm hiểu là như thế ha. Nếu mà sai sót của chú anh chị cho em xin cái comment ha. Đối với ngày hôm nay, con đường Nguyễn An Ninh thì chuyên bán vải, rồi quần áo cho các người đạo hồi. Rồi chúng ta qua đường luôn. Khúc này vắng. Một đoạn đường Lê Anh Xuân. Nơi đây có trà Phúc Long ở trên lầu. Và ở dưới thì bán dụng cụ tập thể thao. Rồi, đây rất là nhiều huy chương. Phúc Long ở trên lầu. Và đây chúng ta nhìn qua bên tay phải đó là đường Lê Lai và công viên 23 tháng 9, phía sau khách sạn New World. Sài Gòn buổi chiều hôm nay thì rất là mát mẻ, bữa nay thì không có nắng mà cũng không có mưa, nhiệt độ khoảng bây giờ khoảng 27 độ. Ban ngày khoảng 30 độ. Nhưng mà cái nóng của Sài Gòn nó rất là khác với cái nóng của các nước khác. Ở đây nóng đổ mồ hôi rất khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ thì có gió cũng đỡ. Đây là cung đường Phạm Hồng Thái, đầu đường Phạm Hồng Thái, với những cửa hiệu bán mấy cái miếng mica, lá cờ lưu niệm rồi đó.
hoặc là bảng bảng tên bàn làm việc rồi đó, những cái tấm mica họ khắc ra những cái chữ nổi. Ồ, quán kem này đông quá. Baskin Robin. Bọn ta nơi đây là giao lộ của Trương Định và Lê Lai. Ta nhìn đây là Trương Định nè. Ra bên kia là đường Lê Lai. Và nơi ngay góc đường Trương Định và Nguyễn An Ninh có một cái quán bún nước lèo rất là nổi tiếng. Đó là quán bún Mộc Thanh Mai. Đây chúng ta nhìn qua bên tay phải, đó là con đường Nguyễn An Ninh. Và cái quán bún Mộc Thanh Mai của chúng ta nằm ngay góc đây. Nằm ở dưới đất ha. Ở trên là chung cư. Chung cư cũng cũ, cũng xưa rồi. Ở khu vực này có một cái ô chung cư thế này cũng rất là đắt giá. Và thẳng con đường Trương Định này, chúng ta sẽ đi về công viên vườn Tao Đàn năm xưa đó. Đi xuyên qua công viên luôn. Và đây là con đường Nguyễn An Ninh. Và chúng ta sẽ xem coi ở khu vực này có những khách sạn nào ha, và khung cảnh ở đây ra sao. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng khám phá. Đối với cung đường ngày hôm nay thì ở đây thấy có rất là nhiều người theo đạo Hồi, và những cái cửa hàng bán đồ theo phong cách đạo Hồi như là cái khăn chùm chùm đó, truyền thống của họ đạo đó. Đây là thấy có chữ Luna Hotel, cũng là khách sạn ở số 4850 Nguyễn An Ninh. Kế bên chung cư quán bún Thanh Mai. Ở dưới thì bán quần áo nè. Còn bên tay phải thì một cái dãy nhà, dãy nhà thời xưa, dãy nhà cổ. Và bên dưới thì có những cái cửa hàng bán vali, rồi bán vải, bán quần áo. Rất là đông người mua. Rồi, chúng ta đến tí xíu nữa, đó là cái khách sạn Win Central. Win Central Hotel ở số 38 Nguyễn An Ninh. Với thiết kế 5-6 tầng thì ở đây nhìn chung mình thấy bên tay trái thì nhiều khách sạn hơn bên tay phải. Bên tay phải với những cái cửa hàng bán quần áo và những cái dãy nhà có kiến trúc đồng nhất, những ngôi nhà cổ, những ngôi nhà triệu đô ở Sài Gòn. Và ta nhìn bên đường nè, nhìn xuống đường nè, rất là nhiều luôn, rất là nhiều du khách. Và chúng ta nhìn thêm vài khách sạn nữa, đó là Sài Gòn Pink Hotel.
Hôm nay là cuối tuần nên thành ra rất là đông. Kế bên là khách sạn Ongon. Ongon. Ở số 30 30 Nguyễn An Ninh. Rồi, mình thấy đây là khách sạn Yawi Hotel. Nhỏ nhỏ màu trắng trắng nè. Số 26 Nguyễn An Ninh. Quá trời đông luôn. Mình ở mình mở mình ở những khách sạn này thì chúng ta sẽ có cái view xuống đường với những cái sạp quần áo như thế này. Và bên tay phải chúng ta có khách sạn Soli. Số 15 Nguyễn An Ninh. Chevrolet Central Hotel. Và đối diện khách sạn là một cái nhà xưa, rất là xưa luôn. Nguyên vẹn như này luôn, nguyên vẹn nhà đồng kiến trúc nè. Có lẽ những ngôi nhà này là có độ tuổi khoảng gần cả trăm năm nè. Nhìn kiến trúc chúng ta thấy rất là chắc chắn, rất là xưa luôn. Chắc có lẽ từ cái thời bán dầu cù là nổi tiếng cho đến ngày hôm nay luôn đó. Và trước mắt chúng ta đó là cửa Tây chợ Bến Thành. Rồi một số hình ảnh ở cung đường Phạm Hồng Thái và Nguyễn An Ninh với những cái khách sạn và những cái hàng quán cũng như những cái shop quần áo, gửi các anh chị và các bạn. Nếu có dịp chúng ta đến đây thì mình cũng có cái hình ảnh để tham khảo. Rồi nhưng đây em cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vilo, cùng Vinh Năm TV trên suốt cung đường vừa qua. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.